Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị yêu lan. Này có một cái giò phi điệp này nở bông đây, khuôn bông rất là to các bác nhé, hoa cũng tương đối đẹp. Chậu này thì hiện tại là có 5 mầm, đây chậu của nó đây, 5 mầm gốc đang lên, tất cả 5 mầm gốc đang lên nhé các bác nhé. Có 3 thân hoa thì thân này nó mới có một nụ này. Thân này anh thấy có một nụ này, nụ hoa thì cực kỳ to. Đây. Khuôn bông đây các bác nhé. Bác nào sưu tầm thì lấy em chậu này là 500.000. 5 mầm. À 6 mầm. 6 mầm và 3 thân hoa nhé. 500k. Đây. Mặt bông rất đẹp. Hơi nắng. Bông to nhé cả nhà. 500.000 cho chậu này. 6 mầm đang lên. Ki của năm 2 mà nó lên như thế này đây. Đây là ki năm đầu này, ki năm 2 đã cho hoa và bây giờ là năm 3. Tiếp đến một cái chậu nữa. Hơi nắng nhỉ. Chậu này thì đang nụ nhiều mầm nhiều ki. Nhiều mầm nhiều ki, chậu này đang nụ nhé cả nhà nhé. Cái này chưa nở hoa nên em chưa biết mặt bông nó thế nào. Nên rất là sai nụ rồi. Cả mầm cả ki nó phải tầm 20 cái đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7. Tầm 20 gì đấy, cả mầm cả ki rất là nhiều. Chậu này cái này là nguyên một khóm nhé các bác nhé. Nguyên một khóm. Về có thể thay vào chậu khác được chứ không phải là cái này hôm nọ là em nhấc từ chậu khác sang em cho vào chậu này thôi. Nguyên cái khóm này là 1 triệu này. Khóm này là 1 triệu. Rất nhiều mầm ki về các bác có thể ươm ra thành nhiều chậu. 1 triệu ở nhà nhé. Phi điệp bây giờ thì đang đến mùa nụ hoa rồi. Nhà em thì một số loại em đã cắt ươm ki ra ấy, nhưng mà bây giờ em không nhớ nó là loại gì nữa. Những chậu này ki mầm đang lên. Mầm gốc ngay thời điểm này mầm gốc đang lên rất là nhiều. Ki của năm 2. Bác nào mà lấy hai chậu đấy thì gọi điện cho em ạ. Đây có mua chậu này nữa. Thân đẹp. Mầm gốc này. Mầm đang lên nhiều, 2, 4, 6, 8. 8 cái mầm liền. Hai thân. Các bác nhé. 500.000 chậu này. Thân lá đẹp. Mặt hoa thì em chưa biết. Hàng thân thủ đấy. Hàng thân thủ của năm trước. Nên em mới ươm ki ra. Bây giờ nó có xem là 2, 4, 6, 8 cái mầm gốc đang lên như thế này. 500.000 chậu này cả nhà nhé. Nhưng mà bây giờ một bác nào thích lấy cái loại nào thì em thì bây giờ thi thoảng em quay ra một ít thôi. Chứ em hầu như trên này là toàn vừa hàng ươm ki hết. Toàn hàng ươm ki hết cả nhà. Ki của năm 2 hoặc năm 3. Còn đây nó là phi điệp gì đây không biết. Đang có nụ này. Chậu này. Cũng không biết tên đâu các bạn. Thân đang nụ này. 100.000 nhé các bác nhé. 100.000 cái chậu này. Vừa về được chơi hoa này, có mầm này. Cái mầm này bé về có thể cố định nó lại. 100.000 thôi. Bán